thì chiều nay thì tụi em đã tìm được một cái căn phòng trọ cũng không có đắt lắm, nhưng mà cũng ở được mọi người rất là bình ổn, để tìm cho mẹ con của bé, cháu bé thiếu nữ ôm hai đứa con mà chồng bỏ đi, mẹ cũng mất tích liên lạc. Ngày hôm nay thì xin chào em. Dạ em chào mấy anh. Thì khi mà em tới căn phòng trọ mới tụi anh thuê cho em đây rồi thì em thấy sao, em cảm nhận của em như thế nào? Dạ em cũng thấy bỡ ngỡ, kiểu như là mới vô các mấy cô gần đây, mấy bác gần đây thấy có con nhỏ nè, xong rồi thân mình nữa, mấy bác cũng thương cũng chạy ra chạy tới chạy lui thoải mái. Thế mà ở đây em thấy nó có chất lượng tốt hơn là so với cái lúc mà em ở bên kia không, ở bên góc nhà góc tường bên kia không? Dạ có chỗ ngủ với hai đứa bé là thấy tốt lắm rồi. Chị cần lo cho cháu là được mọi người ạ. Ủa em mới ăn cơm xong hả? Dạ em mấy cô mới vừa cho miếng cá và miếng cơm em vừa ăn xong Bây giờ em rửa chén đây à? Dạ. Chén ở đây mọi người thấy em khi em qua đây sống em thấy chất lượng mình có cải thiện hơn không? Dạ mình cải thiện hơn. Sau một ngày em thấy nó cải thiện hơn rồi hả? Dạ. Trời ơi là mình bây giờ rửa chén rửa bát ở đây là mình rửa tay chung, vừa ôm con vừa rửa luôn. Dạ. Đúng là mọi người một thiếu nữ đang còn rất là trẻ, nhưng bây giờ mang hai đứa con nhỏ trong người, cho nên là bây giờ rửa chén rửa bát gì các mọi sinh hoạt đều phải ôm con ôm cái, mọi người có rất là buồn. Dạ. Thôi em cứ rửa đi. Rồi anh vừa thấy nói chuyện cũng được, không sao hết. Rồi vừa ôm cháu vừa ngủ nữa mọi người ơi. Thằng đứa anh nó biết trong em không? Đây dạ có không. Còn nước không mọi người. Chừng té, còn chừng té. Trời ơi. Hằng ngày là cuộc sống của bé sắp tới là như vậy đây. Nhưng mà còn giờ còn thiếu mỗi là công ăn việc làm nữa thôi. Trời nhìn bé thương quá. Trời. Không để cho mình. Em giữ bé được không? Dạ không. Không chừng bé đi. Chừng bé đi. Để cho bé đi. Vậy được rồi, vậy vừa bé vừa rửa được. Vừa bé vừa rửa bát luôn mọi người ơi. Tại vì ở đây là cũng là thói quen của em rồi. Chứ giờ có ai trông con cho mình đâu. Không rửa được đâu. Đưa em bé cho. Trời ơi, vừa rửa không một mình nha mọi người, vừa ôm con vừa rửa rất là thương nha mọi người. Đưa em bé cho. Cái gì mình còn khó khăn vượt qua đi. Từ từ em nhé. Ngủ đi con. Thôi chuyện từ từ vượt qua. Thôi ngồi đi. Thôi con ngồi ghế đi, con ngồi ghế với mẹ đi. Con ngồi ghế với mẹ đi. Trời ơi, cho nó khóc đó. Ngồi ghế đi, đó ngồi ghế với mẹ. Thôi cho nó ngồi với mẹ đi. Thôi con. Thôi từ từ rửa mà, bây giờ khỏi rửa đi. Thôi rửa em ơi. Cuộc sống khá là vất vả mọi người ơi. Nó đến rồi. Sống khá là vất vả bé. Thấy không? Khi mà một căn nhà mà không có một cái tay của một người đàn ông vào đó, thì lúc nào nó cũng sẽ khó khăn rất là nhiều cho mọi người. Mà ở đây hoàn hướng huống chi ở đây là bé ôm hai con nhỏ nữa. Một mình là sống ở giữa Sài Gòn như thế này thì rất là cực khổ nha mọi người. Ứa lệ đúng không ạ? Bây giờ bé rửa chén rửa bát cũng phải là phụ thuộc vào đứa con này nha mọi người ơi. Đó còn bên kia thì cu kéo lớn mà nó chạy vô chạy ra được. Căn phòng trọ đây em ở có thấy bác mẹ thoải mái không? Dạ có. Nó thoáng hơn mọi khi. Mọi khi em ở bên kia thì mũi nhiều á. Trong bãi dùm đấy. Đây nha mọi người. Mọi người thấy không? Đây. Chị Hoàng bây giờ. Ôi. Bây giờ bé sống như thế này đấy mọi người ơi. Không, tại mình thuê cái phòng trọ cho bé quá là đầy đủ luôn đấy. Ở trong có tiện nghi hết rồi. Đâu có gì đâu. Nói chung là tụi em cũng ráng thuê cái phòng cho được trong bé nó ở mọi người ơi. Chứ không phải là thuê chỗ tào lao mà ở để cho nó khó khăn buồn cảm cho mọi người. Giúp tới nơi tới chốn, không là giúp tới nơi tới chốn. Nhưng mà bên anh chỉ hỗ trợ thuê cho em phòng chắc trước mắt là 6 tháng. Trước mắt là vậy thôi chứ em phải có công việc em lo em đi làm nha. Yeah. Lo làm kiếm tiền để mà chăm hai đứa kìa. Đúng rồi, cho tụi anh không thể nào mà theo em giúp được hết. Tại vì tụi anh còn đi giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa. Dạ. Tại vì một năm tụi anh phải giúp cả mấy trăm hoàn cảnh lên. Cho nên là... Anh giúp em sao đây, em cảm ơn mấy anh nhiều lắm. Không có gì. Cặp tụi anh là gọi là công đức là vô lượng, không sao hết á. Cho đi là mình không cần nhận lại em ạ. Lấy sữa cho cháu uống nhỉ. Dạ. Lấy sữa cho cháu uống. Đúng rồi chị. Thường quá. Không, mới khui đấy. Mới khui, lấy sữa cho cháu uống. Tụi em tới cũng giúp
Trời, mấy thùng sữa cái gào cái đồ mọi người ơi. Ngày hôm nay thì thấy được cái hoàn cảnh sinh hoạt của bé thì bọn em đi qua cũng nhìn thấy cũng ứa lề luôn mọi người. Hai cháu mà bây giờ mình nhìn thấy hai cháu từ ngày có cái phòng trò xong từ sáng đến chiều bây giờ thấy bé nó tỉnh táo hẳn. Không thể bé rồi quá nè. Lên sửa cho bé đi á. Cho cháu đi. Anh em mình cũng hay chạy ngoài đường á. Nè con cầm đi. Chỗ nào chuyển người ấy, mình biết được ấy thì mình cũng... Nếu như mọi người ai xem được video này có thể là nếu mà giúp được cho bé thì có thể là giúp cho bé công ăn việc làm nha mọi người nhá. Đó, bọn em cũng cần giúp nhiều, chỉ cần là giúp cho bé được công ăn việc làm. Tại vì bé này là bé người Việt Kiều nha mọi người, người Đài Loan. Tuy nhiên là về Việt Nam rồi bây giờ là mất passport rồi, mất cả thông tin liên lạc, không có giấy chứng minh cho nên bây giờ không tìm được việc mọi người. Chồng thì sau khi sinh hai đứa con thì chồng cũng bỏ đi luôn á mọi người. Cho nên là rất là thương nha mọi người. Con bé con nhìn lanh nhỉ? Lanh lẻ đúng rồi. Bé gái nhìn lanh. Trời ơi đẹp mấy đứa con thương như thế này mà là chồng bỏ đi nó mới tồi chứ. Mọi người thấy có thương không mọi người? Sinh hoạt là trong một cái góc mà gọi là một nhà, cây cối nước nôi rồi nói chung là nó cũng... Nếu một mình ông mà ông chăm hai đứa này ông có trông nổi không? Trời ơi, sức con trai tôi còn trông không trông nổi đâu, huống gì là một thiếu nữ chân ấy yếu tay mềm như này mà nuôi hai con gái, nuôi hai đứa con. Thời gian trước tôi thấy bé ở trong nhà hoang luôn á, nghe người xóm kể là ông bé trong nhà hoang luôn á. Mà thời gian sau là vô nhà trọ ở mà bị đuổi ra. May quá gặp được nhóm bọn em thì bọn em cũng đã giúp đỡ nhiệt tình và đưa được tới một cái phòng trò cùng là yên ổn rồi mọi người. Nói chung là chất lượng cũng tốt hơn đó. Còn về sau này thì còn phụ thuộc vào cả bé nữa, cũng phải là phụ thuộc vào anh em tụi em được, tại vì tụi em chỉ giúp một phần thôi. Tôi thấy bữa nay là chất lượng phòng trọ người ta làm cũng dạng lên cái kiểu nó không như mấy phòng trọ ngày xưa á. Mà phòng trò đây người ta còn thương nữa. Cái kiểu chất lượng hay không cũng được, tức là họ thấy bé này hai đứa con thì cũng phải cho cái phòng họ cũng thương á. Đúng rồi. Chủ trọ kiếm cho cái phòng nó cũng ok xíu. Nói chung là chủ cũng ưu tiên cho kiếm cái phòng nó rồng xíu đó mọi người. Mà giá vẫn rẻ nha mọi người, chứ không phải là đắt lắm đâu. Không thì bên anh này cũng cố gắng giúp đỡ cho em lắm rồi, nhưng mà bây giờ còn tùy thuộc vào em nữa. Em ráng lên nha. Dạ. Hôm qua cái clip này em mong muốn nhắn nhủ gì không? Em muốn nói cái gì không? Chỉ nhắn nhủ là ai có hoàn cảnh giống em thì ráng cũng đấu chứ đừng có giận chân tại chỗ giống em, cũng cố gắng từng ngày thôi. Tức là vợ chồng phải coi như là hòa thuận với nhau chứ cố gắng chứ đừng để như vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Đừng để bây giờ con cái nó lớn lên bơ vơ xong cuối cùng là sau này đi học cái đồ đi tới học tới trường mà tới cô giáo bạn bè mà nói là bố ở đâu mẹ ở đâu mà nói bố không có là lúc đó mới buồn, lúc đó mới đáng buồn đó mọi người. Bọn nhỏ nó đâu có tội gì đâu. Đúng rồi, con trẻ nó không có tội. Em có ước mơ gì không? Sau này chắc chỉ mong con em lớn khỏe mạnh đàng hoàng đi học như người ta, có ăn đủ đàng hoàng thôi chứ không có mong gì nhiều. Trời ơi, thấy như mọi người nhìn xung quanh đi. Ở đây cái thiếu nữ này chỉ mong một ước nguyện nhỏ nhoi thôi là nuôi con không lớn, con gọi là được đi học đến trường thôi, cũng không cần phải nhà giàu nha mọi người. Uống từ từ thôi con. Uống từ từ đó, nghe hết tôi mấy chú mua tiếp đó. Cháu còn bây giờ cũng không có sữa uống luôn nha mọi người. Cháu bây giờ cũng không có sữa uống nha. Bé nhỏ tên gì em? Dạ bé nhỏ tên Vi, bé lớn tên Lâm. Một đứa tên Vi tên Lâm. Một trai một gái. Con lau vô áo đó con. Con lau áo đi. Con bị gì đó, cái vết tường sơn hả? Con lau vô áo á. Bùi, con lau vô vào ấy. Đây đây mẹ lau cho. Con bị hả? Rồi. Mọi người thấy sao? Đó, tới mức bây giờ mà chén rửa còn khó khăn đúng không? Mình không thể nào mà rửa chén được nữa kìa. Không, tôi nghĩ là bây giờ mà con bé mà đi làm sao trời, có gửi hai đứa lên mua nhà trẻ. Bây giờ đi gửi gương. Hai đứa thì mỗi đứa coi như là 1,5 triệu đi, gửi nhà trẻ là 1,5 triệu. Là 3 triệu. Bây giờ có cái chú nào có cơ sở sản xuất gì đó cho mẹ của bé làm lương tháng 6-7 triệu là cũng đủ trả tiền trang trải nuôi con. Chứ đi làm này mà mang theo con này sao làm? Không làm được phải bây giờ ngồi rửa chén này ông thấy không? Bây giờ mức lương tầm 6-7 triệu
cô bác nào có trả được mức lương như vậy thì để cho bé nó có điều kiện nó nuôi hai đứa bé. À và xin nhấn mạnh là bé không có giấy tờ nha mọi người, bé tại vì bé là gốc Việt nha mọi người, Đài Loan, gốc Đài Loan luôn, gốc Đài Loan đó mọi người, cho nên là khi mà qua đây là bị mất bắt bo, mẹ thì bỏ đi, chồng cùng chia tay bỏ đi luôn rồi. Rồi bố thì mất rồi, cho nên là bây giờ hầu như thông tin liên lạc nội ngoại cũng không tìm ra được nữa, bây giờ rất là thương. Đúng rồi, mà ôm hai con nhỏ sống một mình bơ vơ về Sài Gòn nữa. Chính xác, mà em nói với anh đó là cái này á, con bé này nè là cái tài sản, coi như là cái tài sản lớn nhất của con bé là hai đứa nhỏ này, không đúng không? Ừ. Vì trông hai đứa nhỏ, trông vào mẹ để con sống, còn hai còn mẹ thì trông vào hai đứa con, coi như là nguồn sống của bé, cả gia đình. Đúng rồi đó, trông nhau mà sống á. Bây giờ là phải phụ thuộc vào sức lao động của mẹ, bây giờ mẹ không có kiếm được việc làm nữa. Hồi nãy là bé chia sẻ là mấy cô thì sống trọ người ta thương, người ta cho đồ ăn, đúng rồi, cho sữa, cho đồ uống thôi, bé cũng không làm gì ra tiền. Mà bé còn chia sẻ là từ sáng giờ mấy cháu chưa được uống sữa, chưa được ăn cơm nữa. À trời, hồi sáng trước khi gặp mình là nghe người hàng xóm kêu là bé nè, bé khóc quá trời luôn, người mẹ nè, người mẹ khóc, rồi, khóc quá trời mấy tiếng đồng hồ khi mà bị đuổi ra, về tới nhà không biết từ sao mà đồ đạc quăng tùm lum tùm la ra ngoài. Đó, bây giờ may mà gặp được nhóm hiệp sĩ của tụi em thì tụi em cũng đã và ra tay tương trợ giúp đỡ. Đó. Nhìn thấy mọi người bắt đầu từ ngày mà chuyển qua cái phòng mới này là bắt đầu thấy vui vẻ hơn rất là nhiều nha mọi người. Tụi em sẽ cố gắng tiếp tục theo sát cái hoàn cảnh này để mà có biến đổi gì đúng như thế này, để mà cập nhật quay lại video mà chia sẻ với tất cả mọi người. Để đó, mọi nhìn, người nhìn. Tin tưởng rằng là khi mà gặp những cái gì trong khó khăn trong cuộc sống mình phải cố gắng vượt qua. Đúng rồi. Mặc dù là cái hoàn cảnh của bé ở đây rất là tội nghiệp, rất là đáng thương. Một mình bé rất là nhỏ con để nuôi hai cháu nhỏ, nhưng mà người ta vẫn cố gắng, người ta làm. Người ta vẫn cố gắng vượt qua số phận. Đúng. Thì cái ngày đó mà cuối đúng. Cùng cái ngày đó cũng đã gặp anh em mình đây này. Đúng. Đúng rồi, em cứ ráng mà nuôi hai đứa. Còn cái chuyện mà đi làm ấy thì để bọn anh cũng hay chạy ngoài đường ấy, bọn anh mà thấy cái chỗ nào mà để cái biển cái hiệu mà tuyển người xin việc biết ấy thì bọn anh giới thiệu cho. Dạ. Vẫn cố gắng hỗ trợ. Em sở trường của em làm được công việc gì? Dạ thì em làm việc cũng nhanh nhẹn, em chạy quán cà phê á, rửa chén lau nhà dọn dẹp rồi em làm được hết á. Tầm mức lương là bao nhiêu thì có thể lo được hai đứa em? 6-7 triệu hoặc là 5-6 triệu là được rồi anh, em không cần nhiều đâu. Em chỉ cần đủ trả tiền phòng trọ nè, là lo cho hai đứa nhỏ tã sữa thôi. Hai đứa con em giờ em cũng phải bỏ tã luôn, tại vì nhà nghèo quá làm gì có tã mà ha. Cứ thả vậy rồi xong rồi đi dọn như lắm. Dọn lâu. Trước mắt thì tìm phòng trọ tụi anh sẽ đóng cho tụi em vài tháng trước. Dạ. Không? Tụi anh chỉ giúp được nga đó thôi. Tụi em YouTuber nhiệt nghèo mọi người. Khá là nghèo, không có nhiều để chi phí, coi như là cũng cố gắng cho đi mọi người ạ. Còn mấy anh em góp lại giúp. Thì trước mắt của em này em chỉ cần được có một công việc thì em làm thôi đúng không? Dạ đúng rồi, em chỉ cần vậy thôi chứ em không cần gì nhiều hết á. Em đi làm để em kiếm tiền em lo con em sau này thôi. Bây giờ cần một cái bờ vai nào để mà dựa cho em. Đúng có rồi. Muốn em có muốn đi một bước nữa không nếu mà dạ thôi cứ vậy nuôi con trước đi chứ để đi bước nữa mà không anh sợ đăng tải lên á, có mấy lần sáng anh đăng tải lên á, nhiều cô nhiều anh á thấy hỏi muốn ấy á, muốn rước em á, muốn giúp em, muốn nuôi cháu thì em thấy sao? Em bỏ cái áo xuống tại vì nó ấy em có biết không? Có nhiều người là muốn giúp muốn nuôi em với hai cháu thì em có đồng ý không? Dạ thôi. Tức là bé không muốn yêu đương nữa, không muốn vợ chồng, nó bây giờ chỉ muốn là lo cho hai đứa con thôi. Đó, bé bị lừa một chuyến đò rồi mọi người, cho nên là bây giờ là bé cũng gọi là bị sốc với cuộc sống lắm. Hầu như phụ nữ nào họ cũng vậy đó, họ cũng không vấp ngã là họ không muốn quen ai nữa. Đúng rồi. Anh nào ấy thương thì thương thật lòng, sự thương thật lòng. Chứ đừng có mà. Sao anh thấy bé lớn mà vẫn chưa biết nói em? Dạ nó chậm nói anh. Chậm nói. Nó mấy tuổi rồi? Dạ được 18 tháng, còn thằng nhóc kia thì mới chậm, thằng nhóc kia là được gần 3 tuổi. 18 tháng là 5 rưỡi rồi. Cái tuổi này đáng nhẽ là con người ta được đi học rồi. Đúng rồi. Vậy nó ở đây nó đâu tiếp xúc được với ai. Bình thường lớp 1 là người ta đã bập bè được rồi. Đúng rồi. Nhưng đây cháu còn chưa nói điều chuyện được cho mọi người. Thôi bây giờ em cũng phải ráng cố gắng kiếm một cái công việc nào đó để làm gửi con cho con nó đi học cho bằng bạn bằng bè chứ tội lắm. Dạ. Rồi. Tuổi này bây giờ nó chưa biết nói là bọn em hiểu rồi đó. Em nè, anh có cách để cho bé biết nói nè, tức là bây giờ á
bé biết muốn bé nhanh biết nói, bây giờ em một đứa đang ăn bánh, một đứa nó đang ăn bất kỳ cái gì cũng được, em có em giật lại xong rồi em cho con em ăn, hiểu không? Là nó biết nói á, mẹ của người xưa họ dạy vậy á. Xong rồi em giật xong rồi bắt đầu em lại mua cái gì trả lại cho thằng bé mà em giật á, là được, bé nhanh biết nói lắm. Dạ. nó đang ăn là giật lại cho nó biết nói nha. Dạ. Thì hôm nay anh em mình tới đây coi như là thăm và coi cái nhà trọ mới của bé như thế nào, đúng không Đông? Xem như nào. Thấy này, bé này là 21 à? 21 tuổi. 21 tuổi mà nuôi hai con. 21 tuổi tầm 2K2 á. 2K2 á. Tầm tuổi này là người ta nuôi bản thân bé còn chưa xong đó. Đúng rồi. Bây giờ hai đứa con. Ở ngoài xã hội ngoài kia là 21 tuổi là chúng nó còn ăn chơi đúng đỉnh. Còn rất chi là gọi là không thương cha, không thương mẹ. Không nhà, không cửa. Trời ơi. Mà nuôi được con bé mà lớn cỡ này mà trắng trẻo hồng hào, nhìn rất là dễ thương nha. Nuôi hai đứa cháu này có tốn tiền lắm không em? Dạ, cái lúc đẻ ra. Tháng hai đứa nhiêu? Nếu như mà tính sơ mà lúc trước em đi làm á, và sữa với tẻ luôn á, thì một tháng chắc cũng phải tầm 4 triệu. Là hai đứa? Dạ. Trời ơi, ít nhất là hai đứa. Ăn uống sinh hoạt gia đình là vơi 6-7 triệu mới đủ. Mới tính ra chỉ đủ chi trả thôi. Anh sợ còn không đủ chi trả nữa. Nè, bao nhiêu tình thương dành hết cho con mà người thì ốm yếu như này đây. Đấy này là ông mà thử cho bé uống thuốc mà bên uống sữa mắc tiền nữa là không đủ luôn đó. Không đủ đóng tiền luôn đó. Trời ơi, bây giờ mọi người thấy không? Ông tính như một cái tuổi con bé này một tháng chắc phải 2-3 hộp sữa. Đúng rồi. Mà anh phải 3 hộp chứ không phải 2-3 đâu. Trời, con bé kìa, không có quần mặc nữa, nó phải lấy quần nó khấn, nó quấn thì mọi người thấy không? Rất là khổ. Em đừng gỡ ra, để lấy mặc cũng được. Cũng tiện cái clip này, cô chú quý khán giả nào ở nhà mà có cái quần áo ra một cũ thì cũng liên hệ bọn em cho bé. Bé nó hình như là cao 1 mét mấy em, bé này? Dạ, con em hả, cao 1 mét em cũng không biết nữa, không có đi khám sức khỏe nên em cũng không biết. 80 tám mấy cm ấy mọi người. Đó, có ai có quần áo cũ gì là cho bé nó mặc này kia nữa. Thì rất là quý hóa luôn mọi người ạ. Đó. Thì cháu nó đang mặc quần. Ê, cháu đang mặc quần trên tuần. Em cứ mặc đi. Em không có quay được nha mọi người. Đó, để bị xong rồi mình nó quay. Vi phạm. Thôi thì hôm nay anh em mình coi như là cũng tới đây thăm. Tới thăm để coi tình hình sức khỏe của bé với hai cháu như thế nào. Nhà cửa đã ổn định chưa? Trước mắt như vậy đó. Nhưng mà trước tiên thấy được niềm vui rồi. Bây giờ còn thiếu cái công việc cho bé nữa thôi. Qua tiền clip này thì em cũng xin nhắn nhủ, nếu như ai gặp khó khăn trong cuộc sống, gặp chuyện bất bình trong cuộc sống, ai vừa bỏ đi, chồng bỏ đi, muốn tìm được một người yêu thương, hãy liên hệ với số điện thoại của chúng em ở trên màn hình để được chúng em được tư vấn, hỗ trợ một cách miễn phí cho tất cả mọi người. Và bây giờ thì xin hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những clip sau. Tụi anh sẽ cố gắng cập nhật hoàn cảnh của bé đến cái lúc mà bé có thể là tìm được việc một cái công việc mới. Đúng rồi, cuộc sống nó khá giả hơn, để mà chia sẻ câu chuyện này tới tất cả lan truyền tất cả mọi người. Rồi, chúc tất cả mọi người nhiều sức khỏe nha. Dạ, xin chào. Chắc mình xin phép quý khán giả mình.